làm hôm nước cho ngọt giọng các bạn. Hôm nay có đồ chơi mới các bạn nha. Em vừa đi lấy thang này. Tiện thấy ở trên cái cửa hàng em hay lấy đồ. Cửa hàng của ông Hoàng Nguyễn Phi Sinh ấy. Có một cây cây diếc vàng. Mua về. Xong rồi review, trải nghiệm rồi chia sẻ với các bác luôn. Đây trong có có một ngọn phụ các bạn. Cái đọt phụ này. Một cây cần khá bé. Đây em nên em lấy hai cái nhẫn để về cho cần câu giếc này, cái nhẫn các bạn. Đấy, cái nhẫn cần câu giếc các bác có thể liên hệ đến Facebook Hoàng Nguyễn Phi Sinh nhé. Thì đây là cây cần giếc vàng 2H các bác nhé. Chuyên để gây giếc thôi. Giá khá là rẻ. Đây các bạn. Trong nóng rồi. Rơi phát là thôi đấy, rơi xuống sông là thôi đấy. Thì cây cần này có giá là 280k. Là cần 36 các bác nhé. 39 thì 300k vậy. Cần giếc vàng. Cái đầu của này. Cái đầu. Rất đẹp. Nói chung nó làm khá là tinh tế. Đầu bé tí, cái đầu bịt cần. Đây, em vừa lấy về còn nguyên đầu các bác nhé. Chưa thèm mấy kìa, chưa thèm buộc cái đầu cơ. Giờ em buộc cái đầu vào. Hôm nay trải nghiệm buổi đầu tiên xong rồi. Oanh để chia sẻ với các bác luôn nhé. Một cái cần khá là nhẹ các bạn, khá là bé. Các bạn nhìn này. Đấy, cần gáy riếc nhé, chuyên riếc. Giá rất là bình dân. Cần rẻ và chất lượng. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đẹp không? Phê phết đấy các bạn. Bây giờ bắt đầu trải nghiệm các bạn nhé. Cơ hội trải nghiệm thôi. Có gì em sẽ có cái đánh giá ở cuối buổi. Các bác tiếp tục theo dõi video nhé. Mày này. Giờ để con nhậu. Bé tí đéo theo. Hai đầu ngón tay. Này con nước ải. Quê em gọi là con nước ải. Tháo nước to để đẩy vào trong đồng ruộng này. Đây nè. Cá lên trên hết khu vực trên ruộng đi đẻ. Tầm này cá đang đi đẻ rất là khó câu. Đặc biệt khó câu nhất vào cái mùa này. Đi review cần cho các bác thì tiện thì ngồi lúc thôi chứ còn. Không có. Nói chung không có hy vọng nhiều được là hôm nay được giật nhiều cá các bạn. Giờ còn là hai con đấy đâu. Hai con. Úi giời. Con to cả. Cần công tít. Úi giời. Úi. Không nên đói cá luôn. Ô, con này to phết. To phết, to phết. Ô. À nữa rồi. Tưởng cái đứt nữa. Mãi không được con thứ hai các bạn. Đang mãi ngồi.
nhắn tin với lại mấy bác hỏi mua cám. Cứ những cái lúc không tập trung như thế cá nó lại ăn các bạn. Thế nó mới tài cá khôn thế. Ô kìa. Ui thế không được. Quả đẹp nha các anh. Rút quả đẹp thế không được. Khả năng cá mương. Cá ơi mày đi đâu thế? Dạ. Cắn nhẹ này. Ba con. Mãi được ba con rồi. Quá tay. Ngồi ngồi cái này. Ê cả mông đít đi. Ba con. Vừa kêu con cá chép quậy kinh khủng. Khó lắm. Nó mở cống nước ái vào đêm nay kiểu gì cá nó cũng đi đẻ. Nhưng khó nói là cái số cá đấy cũng không thể thoát được bàn tay của những kích thú. Đêm lên trên ruộng cao đẻ này. Cá nó hay tìm cái vùng nước nông khu vực cao mà đẻ. Biết được như vậy là các cần thú hai tay hai vợt sẽ trực sẵn, sẽ trực sẵn. Và đây là con thứ tư à, cắn rồi đấy. Và đây là em thứ tư hơi bé thì được ạ. U cần này giật hay phết các bạn. Đừng đùa. Con này ghi là 2 hát. Cũng tầm đấy thôi. Tầm hát rưỡi 2 hát thôi. Cây diếc vàng. Rất nhỏ gọn, thon. Giá hạt rẻ. Phù hợp với này, những bác nào thích những cây cần tầm da rẻ. Chỉ ngang với cây cây đai hoa anh kim thôi, nhưng em cảm giác nó còn nhẹ hơn cây đai hoa anh kim ấy. Nhẹ hơn đấy các bạn. Thân của nó đúng chỉ bằng cái cây thuốc thôi. Ui quần tỏa đi. Ui cần cống tít nhiều kinh. To này mà giật bấy phát bay lên ấy luôn này, bay luôn trên mặt luôn. Hay phết, cây cần đánh hay phết. Được đấy. Chất lượng khá ổn đấy. Các bác thấy em giật víu phát này bay lên trên mặt luôn. Cá nổi lên trên mặt luôn. Úi giời con nữa. Khách. Ừ, có bác đang nhắn tin mà gửi mồi cho bác chưa? Đang định nhắn lại nó cắn. Em nhắn lại cho bác này. Em gửi giò sáng này. Em thì thường gửi cám vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Trước những ngày đó thì em làm cám và đóng gói các thứ. Nên bác nào đặt hàng thì các bác nào đặt ở xa thì đặt hàng sớm nhé. Đặt hàng sớm thì cuối tuần, ví dụ các bác muốn cuối tuần câu thì các bác phải đặt từ hôm thứ hai đi, hoặc là các bác đặt từ hôm trước, tuần trước đi, chủ nhật tuần trước, xong rồi thứ hai em gửi thì cuối tuần các bác sẽ nhận được. Như các bác mà đặt giữa tuần thì thứ sáu em mới gửi được, hoặc là thứ tư em gửi được thì cuối tuần chưa chắc các bác đã nhận được. Dạo này Tết nhất các thứ nó nhiều hàng đấy nên là cái vận chuyển nó cũng lâu hơn. Mày này cắn một dãy này. Ý có thấy chưa, bấy cá phê chưa, bấy lên cái này nó cứ tịch 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 như thật ngay. Cần này đỡ các bạn, các bác mua về đánh giếc hợp lý đấy, vừa rẻ đánh cũng khá là đấy. Bấy cá khá tốt.
mấy phát lên mặt luôn. Mà chọn nước sâu các bác nhé, chứ không phải nước nông đâu. Chỗ này nó rơi tầm khoảng 2,5 mét nước ấy. 2,5 mét, 2,7 mét nước ấy. Này nước to. Mày chết này, úi giời. Con cá bé tí mà sao cong cần đi. Coi. Biết tẹo tẹo. Thả ra cho đây. Thằng cái vật trong cái chỗ cái thả. Bố tiên sư cha thằng tó này. Giật phát trình cong như thật này. Nhìn cá bé đúng là ngón tay. Không nghĩ là hôm nay còn được giật cá các bạn. Tưởng tầm này cá là phải lên trên ruộng hết rồi. Mày này. Đấy. Khỏe phết các bạn, to mà. Đấy. Máy lên ngay. To các bạn, kinh con này dã man còn ngàn ấy. Thả xuống cắn luôn. Thắng bận vừa phải giáo hòa một người giống cà vèn nữa, thả xuống phao còn chưa kịp ấy đã sờ. Các bác thông cảm nhé, không phải em vừa câu vừa xem điện thoại đâu, nhưng mà các bác nhắn tin chả nhá, em không nhắn lại. Các bác nhắn tin đặt hàng các thứ ấy. Em nói chung là vừa câu nhưng vừa phải để ý đến công việc nữa, nhiều lúc nó không được tập trung lắm, vì vậy lượng cá câu được nó không được nhiều. Các bác hết sức thông cảm. Đi câu cá nó phải thật tập trung cơ, thì giật nó mới được nhiều. Mày cắn này. Bé này. Tình yêu bé bóng. Bé bóng này. Mày này không cho cho nhắn tin phản hồi với này mày đấy, quý khách hàng này. Khơi bé tí đâu rồi, cắn liên tục dần này vài con này, em sẽ về chuẩn bị đò đấy, mai làm cám đầu tuần tới gửi cho các bác nhé. Đây rồi. Ôi giờ thôi. Nên mặt còn ra. Con cá vàng đấy. Mày này, cắn này, chết với ta. Hạ thủy cần này hay phết các bạn, đừng đùa.
khối cá đấy. Mày này to đấy, to mà cắn cười đấy. Để tao phải đứng đây là mày chết với tao, cắn kiểu mất dạy mày này. Còn nữa, cắn kinh thế. Liên tục này. Không để ta thở. Mày nữa này, mắc ngang lễ trong mồm này. Mày rút mạnh thế, nhìn bé nó rút kì, đôi thắng phao dữ. Chắc là cá to đi đẻ hết rồi, còn toàn cái cá con này vào ở dưới sông ăn này. To đa phần nó y nên trên ruộng có đẻ lấy thú. Nơi thú đi mùa này còn có thể là kiếm ăn này. Mày này. Con to cả. To phát biết ngay. Nặng chịu đôi vai. Cong tít cần xuống. Mày cắn nhẹ này. Giống cá. Cá rừng này nó ăn nói nó rồi. Nó nhẹ đấy. Các bác câu thèo nhỏ đó. Em đang câu thèo 0.4 trục 1.2 lưỡi 0.3. Lưỡi 0.3 gần mềm rồi các bác, giật thoải mái. Mực nước tầm khoảng 3 mét đầu lại chả tiếp theo được, trừ khi vào cá to thôi chứ.
mày này, cắn này, con rùa phi. Ô thiên sư, con rùa phi. Rùa phi ma chứ. Rùa phi ma phát lên luôn. Bảy nhức đầu nghe. Câu vài mồi nữa ở về các bạn nhé. Trời nó cũng lạnh lạnh xuống rồi. Nói chung là hôm nay hạ thủy cây cần này ổn. Chân nữa đùa. Còn quý cần qua nhẹ. Thôi về không nhé. Đấy, còn bé nhưng mà thôi cũng được. Cho hết vào dọ mang về ăn. Ôi giời ơi, lâu lắm không được đi giặt cá rồi các bạn. Về tối nhiệt độ xuống nhanh lắm các bạn. Tầm này bắt đầu lạnh lắm rồi. Đây cây gôn, cây xì diếc vàng. Khoan lên hết này. Tối rồi không lên hết rồi các bạn. Chỉ bằng cái điếu thuốc các bạn. Rất nhỏ gọn. Nhẹ lắm. Siêu nhẹ luôn. Với một cái mức giá khá là rẻ. 280 cây 36. Này em lấy cây này 280 này. Đấy cá ngày hôm nay đây các bác. Hạ thủy đi. Hạ thủy cây cần đấy, không nhìn chưa? Con rô phi chưa? Con rô phi khá to à. Ô, đẹp không? Toàn cá trắng các bạn, ngon không? Cá nó hôm nay nó hơi nhỏ tí thôi. Giật khá là phi. Mồi câu hôm nay vẫn là mồi tổng hợp câu cá vui các bác nhé. Mồi giết chép mồi đông ấy. Không pha thêm một cái gì cả. Cứ thế là câu thôi. Pha tỷ lệ 1 mồi 0,9 nước. Điểm câu thì các bạn nhìn chắc cũng khá là quen phải không? Nhưng hôm nay nước nó to. Nước gần như đến chỗ bờ luôn. Đang nước ải. Mùa này mùa cá chép, cái thứ nó đang đẻ các bạn. Cá chép, cá giếc nó lên trên khu vực đồng cao. Nó tìm chỗ nó đẻ đấy. Nội thấy con cá chép to bự quấy quấy bên đằng kia. Hôm nay may quá vớt được ít cân nhưng cá giếc lại được giật khá là hay các bạn. Phê loài mắt. Rồi bây giờ em xin kết thúc video tại đây các bác nhé. Bạn nào yêu cái kênh đừng quên nhấn like, đăng ký và chia sẻ video cho nhiều người cùng xem hơn. Bạn nào muốn trải nghiệm sản phẩm mồi câu cá tổng hợp, câu cá vui, đừng quên gọi điện, nhắn tin trực tiếp đến Zalo thông qua số điện thoại 0972 113 958 hoặc gọi điện thoại trực tiếp đến cái số đấy cũng được các bác nhé. Số đề số của em, đây em để đây. Ngoài ra cái fanpage Facebook em để bên dưới, các bạn có thể nên đến fanpage Facebook câu cá vui để đặt hàng. Còn cái cần câu giếc này thì cần câu giếc này. Thì các bác cứ liên hệ đến Facebook Hoàng Nguyễn Fishing các bác nhé. Nhắn tin trực tiếp về lại chủ shop. Cái này em đánh cái gì hay em sẽ giới thiệu các bác thôi. Chứ em không có quảng cáo các bác nhé. Không có ăn tiền quảng cáo từ cái mấy cái sản phẩm này. Nói chung là em lấy trên đồ trên đấy nhiều lắm. Lấy đủ các loại đồ này. Cái gì hay thì sẽ chia sẻ với các bác. Để bác nào nói chung là kinh phí cũng gọi là không có nhiều ấy. Thì có thể kiếm cho mình một cây cần ưng ý để mà câu. Câu cá giếc cả rồi. Còn bây giờ thì chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác trong những video sau nhé. Bye bye các bác.